Đây là gian hàng các sản phẩm rau hữu cơ của Đồng Tháp. Người tiêu dùng liên tục tìm đến mua hàng, đa phần là khách quen. Chỉ trong 2 giờ đồng hồ, các loại rau này hầu như được bán hết. Những sản phẩm rau trên nằm trong chương trình mà nhiều năm qua, bà Inomayu điều phối dự án Seed to Tables, hướng dẫn các nhóm nông dân ở Đồng Tháp, Bến Tre canh tác hữu cơ theo tiêu chuẩn BGS. Thấy là rất là vui, cái viên chợ xanh này nó có nhiều hàng đẹp á, mà hàng chất lượng cao nữa. Thường là mua mấy cái đặc sản về rau cho nó an toàn, nó sạch. Trái cây đây thấy nó cũng đảm bảo, rồi nó cũng có nhiều cái món lạ lắm. Thứ hai là có nhiều người mới bắt đầu khởi nghiệp á, mà vừa thấy người ta làm rất là tốt, cái đơn vị này nên làm thêm 1-2 điểm nữa. Cảm ơn ban tổ chức phiên chợ xanh Tử Tế và trung tâm Bé Xa luôn tạo điều kiện cho chúng tôi tổ chức, chúng tôi với lại nhóm nông dân mà chúng tôi đang hợp tác tham gia và kết nối nhiều người tiêu dùng và nhiều đơn vị tiêu thụ để tuyên truyền và cái giới thiệu về cái rau hữu cơ cho người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh. Kỷ niệm 300 thì để chúng tôi cũng giới thiệu được rau của NPGS Đồng Tháp được tham gia ở đây thì lại nhiều người biết đến, rất là tốt cho nhà sản xuất quy mô nhỏ. Tại phiên chợ xanh Tử Tế lần thứ 300, anh Thanh Việt ở tỉnh Vĩnh Long cũng đem đến những sản phẩm giá trị cao từ khoai lang, mứt xoài, vỏ bưởi sấy. Dịp này, đơn vị cũng khuyến mãi nhiều sản phẩm nông sản khác của tỉnh mình. Cùng với phiên chợ năm nay thì cũng có những cái chính sách tặng quà trực tiếp cho khách hàng khi mà đến đây mua. Đó chính là những cái sản phẩm dâu từ quê hương Vĩnh Long. Và Vĩnh Long thì đang vào mùa rộ của những cái trái cây dâu nè, măng cụt nè, sầu riêng nè. Bản thân thì đang sản xuất các sản phẩm bánh từ khoai lang và vỏ bưởi sấy và mang đến đây là vừa giới thiệu quảng bá về quê hương Vĩnh Long, cũng đồng thời là chia sẻ những cái sản phẩm từ quê hương Vĩnh Long đến với lại khách hàng. Nên nhân rộng cái mô hình này, bởi vì những người như tụi chị là lớn lên từ bùn đất, nói vui là như thế, có cảm nhận được những cái đồ ở đây nó là cái thực phẩm mà nó không có dùng, không bị công nghiệp, không bị kích thích, nói chung là yên tâm. Trong khi đó, tại khu vực ẩm thực, dịp kỷ niệm phiên chợ xanh Tử Tế thứ 300 này, khách hàng luôn được thưởng thức những món ăn ngon mang đậm dấu ấn các vùng miền như bún riêu tôm Cà Mau, gỏi cuốn tôm thịt, cơm cà ri nị của người Chăm, các loại bánh dân gian Nam Bộ. Trong đó, nhiều món với nguyên liệu nấu lấy từ các gian hàng trong chợ. Nhiều gia đình đã chủ động đi chợ xanh Tử Tế sớm hơn để ăn sáng, sau đó mới đi mua sắm hàng hóa. Tới đây tham gia hội chợ này thì trước tiên là nhìn món ăn thì làm trang trí thì cũng đẹp mắt đó. Vậy với lại nêm nếm cũng vừa ăn, với hợp với khẩu vị sản phẩm ở đây thì cũng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nhìn chung là đồ thì cũng rất tươi á. Kỷ niệm phiên mở 300 này á thì mình có làm món đó là gỏi cuốn và bún riêu tôm, trong phần gỏi cuốn và trong phần bún riêu. Đánh giá của thực khách nói chung mà cũng tương đối là tốt. Tại vì mình hết rất là sớm, khoảng tầm 9 giờ là mình đã hết nhân đơn rồi. Mấy lần trước thì khách cũng có xem lên cho khách ăn thử, khách đánh giá là ngon nên là khách lần này là bán thì khách lại quay lại mua. Phiên chợ xanh Tử Tế lần thứ 300 đánh dấu 7 năm phiên chợ đi vào hoạt động, đã tập trung rất nhiều sản phẩm của 80 đơn vị là các doanh nghiệp, hợp tác xã, đặc sản làng nghề, hộ nông dân từ 29 tỉnh thành trên khắp cả nước. Đây là một trong những chương trình hỗ trợ nông sản Việt để có chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng của Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao, trung tâm BSA. Trong những đơn vị tham gia có những đơn vị cũ và mới, họ đạt nhiều tiêu chuẩn đảm bảo để sản phẩm được phép ra thị trường. Nhân dịp này, ban tổ chức cùng các đơn vị tham gia phiên chợ thực hiện nhiều chương trình hoạt động tri ân khách hàng, người tiêu dùng đã tin tưởng ủng hộ trong suốt những năm qua, như các hoạt động khuyến khích khách hàng mang túi đi chợ, mang pin đã sử dụng đến quầy đổi quà, hay quét mã QR nhận quà, quà tặng cho khách hàng thân thiết. Khi mà tiến hành làm phiên chợ 7 năm, thì chúng tôi phải ngồi coi lại những danh sách của mình, những khách hàng của mình, ai mà đã gắn bó và đi chợ với mình từ lâu rồi. Thì thực ra là có rất nhiều quà tặng cho khách đi chợ sớm nhất. Chương trình mà hỗ trợ nông sản của Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao triển khai. Những cái đơn vị đạt những cái tiêu chuẩn đảm bảo để sản phẩm ra thị trường được có rau hữu cơ, các cái sản phẩm nhà xưởng đạt tiêu chuẩn HACCP, ISO, có nhiều sản phẩm đã có xuất khẩu đi nước ngoài rồi. Thì tất cả những tiêu chí đó đều được kiểm tra rất ngặt nghèo khi vô trong phiên chợ xanh Tử Tế. Quan điểm của chúng tôi là
đem một bữa ăn tươi, ngon, an toàn và chất lượng đến cho mọi người dân. Hơn 7 năm qua, có thể nói, phiên chợ xanh tử tế đã trở thành một nơi cung cấp sản phẩm, lấy ý kiến người tiêu dùng, kết nối doanh nghiệp tham gia giới thiệu sản phẩm ở các trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị, nhà hàng và các cửa hàng. Thông qua đó, ban tổ chức cũng đưa doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn, đủ năng lực tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, tham quan những khu sản xuất nông sản lớn, gặp gỡ các đối tác trong và ngoài nước.